Thu đi để lại lá vàng, người đi để lại cho từng chục làn siso. Hi hi, xin chào toàn thể 500 anh em. Các bạn mình có biết siso là gì không? Mấy chục làn loại này, tức là cho người sau cả một đời hạnh phúc nha anh em. Đây là thứ chân truyền từ bao nhiêu thế hệ cha ông đến con cháu ở Nhật Bản, để cho cuộc sống luôn mạnh khỏe, hồi sinh đấy. Nó được coi là thứ ăn có thể tạo ra cân bằng cho cuộc sống. Tại sao lại thế? Vì sao lại thế? Các bạn đã nghĩ ra chưa? Hãy cùng Art đi Nhật Bản để xem nha. Nhún nhảy một cái để bay đi Nhật nào. Không biết người Nhật như thế nào, chứ với Art thì lối sống cân bằng nhất là cả tay trái và tay phải đều cầm đồ ăn ngon. Nhưng anh Nhật thì hơi kỹ tính nhá. Không phải cái gì anh cũng cho vào miệng như kiểu Việt Nam, anh dũng cần cù, thịt rơi xuống đất, thổi phù nuốt luôn được đâu. Họ cực kỳ kén đồ ăn và thứ ăn nhé. Nhưng những thứ họ ăn phải gọi là cực chất. Có một thứ lá mà họ gọi bằng cái tên cực kêu, lá hồi sinh là một trong số đó. Tại xứ sở hoa anh đào, đã từng có lúc khiến người ta kinh ngạc khi muốn nhập khẩu từ Việt Nam với giá 700 đồng chỉ cho một chiếc lá. Trong khi tại Việt Nam, anh em mình chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng để mua cả một mớ. Thậm chí xin sỏ, hái rau lưu cũng được cả nắm. Là một người đam mê ăn uống, Efrao sống ở Graphics đã viết blog về ẩm thực ăn với lá tía tô trên trang Carpin des Lâm Giang. Thị trường sushi Nhật Bản là thị trường hàng đầu của nó, Dewis nói. Vào mùa hè, họ chi 10 xu cho mỗi chiếc lá, còn vào mùa đông, họ chi đến 25 đến 45 xu cho mỗi chiếc lá. Theo dân gian, loại lá này chuyên giải cảm, ai đang ốm ăn bát cháo dậy mùi này thì toát mồ hôi cái là khỏi, như thần dược. Nói thế ở đây thì các bạn đã đoán ra đây là lá gì rồi đúng không? Chuẩn không cần chỉnh, tố tia là tía tô. Ở Nhật Bản, tía tô còn được gọi là junen, nghĩa đen là 10 năm. Đó là bởi vì từ lâu, người ta đã nói rằng ăn tía tô sẽ giúp bạn sống lâu hơn 10 năm. Với người dân xứ sở Phù Tang, là tía tô hay shiso là một trong những thứ nguyên liệu rất quý, thậm chí chiếm hẳn một địa vị riêng trong nền ẩm thực Nhật Bản. Loại lá này gắn với những khía cạnh văn hóa lâu đời của người Nhật, là phần quan trọng tạo nên nét truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt là xuất hiện trong những món ăn quan trọng. Như sashimi, một trong những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản, được làm từ các loại hải sản tươi sống, luôn phải đi kèm với lá tía tô. Đây là thứ không thể thiếu để làm nên hương vị, cũng như nét đặc trưng của sashimi. Ngoài việc tạo hương vị không thể lẫn lộn của món ăn, thì tía tô còn có tác dụng sát trùng, tiêu độc, giúp cho món ăn tươi sống này thân thiện hơn với sức khỏe, đồng thời vẫn mang lại những lợi ích rất lớn. Do sashimi là đồ hải sản tươi sống nên nhất định không thể thiếu đi loại lá này. Và còn rất nhiều món ăn khác của Nhật Bản cũng dùng đến lá tía tô như mơ muối, nước ép, shisomaki, lá tía tô cuộn hạt dẻ rang, mè và tương miso. Shiso được yêu thích vì không thể thiếu trong các món sashimi, sushi, tạo nên hương vị riêng biệt. Hơn nữa, những giá trị vàng chúng mang lại cho sức khỏe không thể không kể đến. Trang Japan Today đã khẳng định giá trị của nó rằng đó là một hương vị quen thuộc, nhưng những người đã yêu thích loại thảo mộc thơm này trong họ Bạc Hà chắc chắn biết rằng việc bạn bắt đầu tìm kiếm shiso trong siêu thị địa phương chỉ là vấn đề thời gian. Chấp được cơ hội này, công ty cổ phần tập đoàn May Hồ Gươm Việt Nam đã xây dựng trang trại trồng lá tía tô ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh với diện tích trên 11,3 ha với 8,2 ha nhà kính. Vừa qua đã có những lô hàng đầu tiên xuất khẩu lá tía tô xanh, tía tô mùi Tây sang thị trường Nhật Bản rồi. Đây là lá tía tô có giống của bên Nhật Bản. Trung bình mỗi ngày, công ty này xuất khẩu trung bình sang thị trường Nhật Bản đến vài chục nghìn lá và được book riêng các ghế với hãng hàng không để đảm bảo ngày nào cũng có sản phẩm được xuất sang Nhật Bản. Vào mùa hè, người Nhật thích pha loại đồ uống tươi mát, tốt cho sức khỏe từ lá tía tô đỏ. Họ cho rằng loại nước này vừa mang lại cảm giác ngon miệng trong những ngày nóng nực, vừa giúp phục hồi sau khi bị kiệt sức và tốt cho tiêu hóa. Tía tô rất giàu axit linoleic, đây là một axit béo thiết yếu, không thể được sản xuất trong cơ thể con người, do đó phải được hấp thụ thông qua chế độ ăn uống. Cụ thể, nó là một axit béo omega 3. Axit béo này được sử dụng để tạo thành DHA và EPA trong cơ thể thông qua quá trình trao đổi chất và có nhiều tác dụng có lợi ích khác nhau, bao gồm giảm mức cholesterol và huyết áp, ít bị dị ứng nghiêm trọng hơn, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, ăn kiêng và chống lão hóa. Các axit béo này cũng chịu trách nhiệm tạo ra màng tế bào ở người. Vì rất nhiều DHA và EPA, những thành phần thiết yếu cho sức khỏe, được hình thành từ axit linoleic, trong cơ thể chỉ có thể tìm thấy trong một loài cá lưng xanh, nên tía tô
được mệnh danh là cá đồng cho anh em nào chưa nghe đến nhé. Lượng DHA và EPA được khuyến nghị hàng ngày tương đương với lượng trong 3 con cá mòi. Mỗi ngày khó có thể ăn nhiều cá mòi, nhưng có thể ăn một thìa cà phê dầu tía tô để thay thế. Do đó, đây là một cách dễ dàng để có đủ các thành phần cần thiết cho sức khỏe. Siso cũng là một thành phần phổ biến trong đồ uống và món tráng miệng, bao gồm món tráng miệng đông lạnh, gọi là granita, cocktail, mojito, và để làm siro đơn giản, nó cũng được sấy khô và nghiền thành bột, dùng làm gia vị và rắc lên cơm, trứng tráng và súp, giống như rong biển khô. Không chỉ với người Nhật Bản đâu, nhiều người trên thế giới cũng rất thích sử dụng loại lá này nhé. Người dân ở Colombia là một điển hình. Anna Gross viết trên trang The Kitchen rằng siso bổ sung cho tất cả các loại món ăn, thịt, hải sản hay món chay, ta cốt thịt lợn, thêm tía tô, nó rất ngon với bánh risotto chiên. Bạn muốn đi ra ngoài? Hãy thử nó với bánh cua, phủ một ít phô mai, pimento và một bên xà lách trộn, tin tôi đi. Ở Sangri Hill của Sydney, bếp trưởng Daroli của Shardining nói trên Goosefoot của Úc là chúng tôi gọi tía tô là capnip và chúng tôi ngâm nó với tỏi và nước tương để tạo ra món capnip rang dài, ngon, mặn, chua và rất nhiều hương vị. Nó được phục vụ như một món ăn phụ cùng với cơm. Lý thích sử dụng tía tô tươi thái nhỏ trong món salad và xà lách trộn. Nhưng nó cũng là một thành phần quan trọng trong món thịt cừu nướng Sam của anh ấy, ăn kèm với rau diếp và tía tô để gói. Chúng tôi cũng thay thế bạc hà bằng tía tô trong món mojito, rất ngon. Chà chà, anh em thấy ngon không? Thêm một cách sử dụng truyền thống của lá tía tô là gói món ăn nhẹ shisomaki phổ biến. Trong đó lá tía tô được quấn quanh nhân rang tương miso ngọt và các thành phần khác, bao gồm cá tím và quả óc chó rang nghiền, sau đó xiên que và chiên cho đến khi giòn. Mà lem quá anh em nhỉ, ăn cũng đang nuốt nước bọt ừng ực rồi đây. Tờ New York Times đã ghi lại ký ức của Old Brett Porter, đầu bếp tại Gotamba and Grill ở Greenwich Village, khi sử dụng nó để nêm cá ngừ tatare, thứ mà nó tạo ra một loại nước hoa say. Nó không phải là một loại thảo mộc đa năng, nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định, nó thật tuyệt vời. Và cá ngừ, nó làm được chính xác những gì tôi muốn. Lá của nó được sử dụng như một loại rau và thảo dược, trong khi hạt có thể nghiền thành dầu ăn bổ dưỡng nha anh em. Sống động nhưng sảng khoái, những chiếc lá thơm mang đến sự kết hợp phức tạp của hồng quế, bạc hà, với hương thì là và đinh hương. Nó là một loại thảo mộc dễ trồng và phát triển nhanh, nếu trưởng thành thì mất khoảng 80 ngày. Còn để giữ gìn thì hãy cất hạt giống cho các vụ mùa sau. Một cách tiết kiệm hơn nữa mà không vất vả là anh em hãy chịu khó soi nhà ai có thì tạo quan hệ để xin nhé. Thế mới biết các cụ cũng xanh mồm ra phết anh em ạ. Ngon bổ lại càng ăn càng lời thì ai chẳng thích. Ăn ngon mặc đẹp rồi thì yêu đời này, không còn gì hạnh phúc hơn nữa luôn các chế nhỉ. Vì nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng, quan trọng là phải sống thật khỏe, sống thật lâu thôi. Tết đến nơi rồi, tầm này thứ người ta cần là thần ăn nhập và trường sinh bất tử, chứ cần gì người yêu nữa. Ai cần giống cứ mạnh dạn like và share cho Ad nhé. Ad hứa sẽ không làm cho các bạn buồn, chứ dăm ba cái lá tía tô thì quá đơn giản nhé. À còn điều quan trọng nữa, định nói tiếp nhưng mà... À thôi, hẹn các bạn ở những video sau nhé. Xin chào và tạm biệt!